Mình gọi xe để mà đi sáng, trời vẫn còn mưa nha mọi người. Hôm nay là sáng ngày thứ hai tại Bhutan. Rất là lạnh nha. Đây là đồ ăn sáng nè. Cháo trắng nè, khoai tây nè, rau nè, van cát nè. Hả? Mì dày quá à, thấy mình miếng ờ. Mì này hay mì này? Nói anh chiên cho mình cái chung nữa. Cái nào cũng được. Mì này hả? Ờ, có hả? Có. Dạ. Không có đồ nước hả? Anh chiên trứng thôi hả? Đây là bữa ăn sáng của mình. Cái này là chai tương ớt từ Việt Nam nữa. Trên đỉnh này là hai cái nét này. Mày đi qua cái nó mờ. Ở trên đó là trên đỉnh Tiger Net đó mọi người. Trời rất là nhiều mây. Ở ngoài đẹp lắm, ở ngoài đẹp lên trên hình nhiều. Đây là ngựa mọi người ạ. À, ngựa nó sẽ chở người đi lên được nửa đoạn đường á, thì tới đó ngựa không đi được nữa thì bắt đầu người xuống đi. Thì chúng ta có thể thuê ngựa để đi được nửa đoạn đường nha. Sao đi leo núi mà cầm đồ tùm lắm. Kìa, người ta gọn lắm kìa em ơi. Đem ba lô có chút xíu xíu rồi nè. Đi xin leo núi đem tôi gớt rồi tôi sợ vậy. Let's go. Sáng ta chằm chè năng lượng, tối về chị nhớ quay nhá. Mỗi có một bữa thì người ta ăn đỡ thôi đi, ăn đỡ bị gói thôi đi. Không có tương ớt. Chị gái này đi vệ sinh xong chỉnh tóc, đánh son, đánh chút hoa hồng với kem chống nắng. Cho gọn gọn một tí không nó kiểu mà nghĩ sao mà đi leo núi mà hai chị em đeo áo khoác màu trắng. Ờ, rồi mặc đồ trắng giày nữa. Trắng nha. Ờ, giày người ta vừa mua đi leo núi xong đấy. One. You two better. No. How much? Yeah. 100 for one. Chị giờ đưa cho nhá. Đây mình thuê gậy nè. Thuê là mua về kỷ niệm ta? Thuê chứ. Nghĩ sao mua về kỷ niệm làm gì? Thuê hẳn hai gậy, hai kiểu cầm như này đi em kiểu treo thuyền cái gì trời. Em mà rõ ràng lúc đi mua ba lô rồi anh nghĩ là mua màu đen sao lại như màu này nhỉ? À. Lúc ấy là bị thao túng tâm lý bởi nhân viên tư vấn là bảo là chị phải đeo màu sáng để còn nhận diện được. Đấy. Nhận diện được chứ không ai đeo ba lô màu đen cả, xong nghĩ là tôi chết à. Mấy ba lô to quá. Thế nên thấy chị mua. Ê, thế là chị em gồng gần quá kìa. Rồi chừng nào leo. Người ta hẹn 7 giờ rưỡi bắt đầu đó, bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi mọi người. Người ta đi hết rồi. Okay. Let's go. Wow, bye bye. Đi thỉnh kinh đây nha, thỉnh kinh nha. Đây nha. Bắt mày khỏe nha. Cô đồ này về thí tối quay lắm. Thì cái bệnh đi lâu. Mấy cái này nó thua xa mấy mình đi check-in Tú Làng Quảng Bình nhiều. Trình thủ ngày hôm nay là đó, trình thủ đĩa đệm rồi. Đây trình thủ thoát vị đĩa đệm ạ. Với cả khớp gối cho nên đây là trình thủ khớp gối ạ. Lên là lên là nhắm là lên được rồi đó, lên bằng ý chí mà. Mình đi xuống là cũng là bắt đầu là cái ý chí nó cũng trời ơi đâu, cho nên là sợ mọi người dắt mình xuống. Bác Tài chở hai chị em tới pháo đài tu viện này.
Nhưng mà chỉ đứng đây chụp hình thôi, chứ không có tham quan, tại vì nó mới nè, không có tham quan ở đó. Cái công viên mới đó. Nhưng mà nhìn đẹp ha. Đẹp nhìn quá. Đẹp chứ. Bắn cung à. Ủa mấy anh đi đâu bắn ở đâu vậy? Bắn chạy á. Nhưng mà mặc cái bộ đồ này đang cái cung chứ đẹp ha. Đó, giống trong phim chưa? Từ bên đây. Mà bắn cái kiểu gì mà cái bia nằm thuốc đây hả? Ừ. Làm sao không bắn được? Đó, đang bắn kìa. Nhưng mà không thể nào bên kia. Hả? Sao mà bắn thuốc? Bắn đây là bia nằm sao rồi anh lụm lại rồi anh đi bộ về đây nè. Ừ, tự nhiên mấy anh này bắn nè. Bắn thuốc lần đẳng đó, xong rồi đi lụm nè, đi bộ nè. À, cái chỗ này chỗ bắn cung thôi à. Ừ, xe người ta đến đây đậu rồi người ta bắn lên xong rồi đi bộ lên lụm. Sao mà xa lắm. Đúng rồi là bắn thiệt đó rồi. Đây đây bây giờ có ai bắn cái đó chưa Nhi? Để coi cung nước. Đây nè, đây nè, quay cái bia nè. Ê, tới mà Nhi. Mình quay clip thấy cái cọng dây nó nhúc nhích nè. Là xa lắm á. Trời ơi, lực mấy ông mạnh. Ôi lực mấy anh mạnh dữ lắm á. Chúng ta đang ở Bhutan Pilgrim Kichulaka chùa nha mọi người. Tour này của mình là tour kiểu private đó, 4 chị em thì mình sẽ đóng tiền thêm. Tour bình thường mỗi người là 50 mấy đó. Xong rồi khi mà mình muốn có tour private là chỉ có gia đình mình đi với nhau thôi, một cái chiếc xe vậy là chỉ có nhà người nhà mình thôi, không có đụng ai hết. Giờ giấc của mình thì mình cũng thông thả chút xíu, nếu như mà mình vậy đó thì mình cũng không phải chờ đợi ai đông đen, thì mình cũng không ảnh hưởng tới ai, cũng không ai ảnh hưởng tới mình. Nó riêng tư thì mình đóng thêm vài triệu nữa, dưới 10 triệu nha mọi người, đóng thêm cỡ như là 5-6 triệu gì đó một người. Do là sức khỏe của hai chị em không có leo lên được ở Tiger Nest, cho nên là ngày hôm nay trong khi Hậu với Yến đi Tiger Nest thì hai chị em sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái văn hóa như là nãy đó mọi người thấy cái anh tráng sĩ bắn cung đó, rồi cũng lạ đúng không cả nhà. Rồi mình sẽ đi những cái chùa ở trong Bhutan đây. Nhưng mà vẫn là đi ăn cơm trưa thì anh tài xế ảnh đi với mình, còn anh hướng dẫn viên là đi với lại Hậu với Yến rồi. Ảnh đâu? Ảnh mua vé cho mình đi vô thôi à. Ảnh nó vô không? Đẹp lắm mọi người, thấy nó rất là thanh bình, rất là yên bình mà nó cứ lặng. Thấy yên tĩnh. Dễ thương.
vô trong nội khu chùa là không có được quay phim chụp hình gì hết. Nhưng mà hồi nãy thầy có cho Nhi với chị Nguyên chụp chung tấm hình kỷ niệm với một cái, đó là cái tờ kinh hả Nguyên? Ừ, sách một kinh đó. Cuốn sách kinh làm bằng ghi chữ bằng vàng mà tuổi thọ là 500 năm tuổi rồi mọi người. Rồi thầy ban phước cho mình rồi. Thầy nói là khi mà mình cầm cái kinh đó đó và mình cầu nguyện á thì sẽ được như ý. Chụp tấm hình kỷ niệm nhưng mà không được post bất cứ đâu, cũng không được gửi cho ai hết. Chỉ chụp để cho điện thoại kỷ niệm thôi. Nhưng trong chùa rất là mát, mà thấy cái đất đó là tường á, bằng đá mọi người ạ. Giống như là mát dữ lắm, thôi là mọi người vẽ nữa. Vẽ trên tường đầy hết những cái bức tranh tượng Phật rất là đẹp. Mà có đi lên nữa, có cái cầu thang rất là dốc đi lên bên trong á. 6 tầng đúng không? Hồi nãy thầy nói là mấy tầng? 3 tầng hả? Mà cầu thang dốc ghê ha. Không dám leo, mà bị tối nữa. Ăn trưa ở quán này nè, cả nhà đẹp chưa? Trời. Chỗ ăn trưa đó mọi người, của hai chị em quá đẹp. Đây là view của chỗ ăn trưa nè mọi người. Đẹp chưa? Cái chỗ này còn xa hơn sân bay nữa. Quá đẹp. Mình kêu hai món hay mình ăn chung hả? Đồ ăn nè, cơm chiên Bhutan và hát cảo Bhutan, trà sữa Bhutan nữa. Nó giống nước tương. Nhận bức cái sao nhỉ? Không thể đổ trắng rồi. Thank you. Hai chị em đi massage trong khách sạn. Massage trong resort luôn. 60 phút. 60 đô, massage chân thôi nhá. Massage 30 phút là 45 đô Mỹ. Đầu, vai cũng giá đó. Full body là 100 đô. Thái massage là 60 hay là bao phút? 1 tiếng. Là muốn 1 tiếng hay 30 phút? 1 tiếng. Là có mỗi chân chưa? Có nhức chân không? Có đi gì đâu mà mỏi. Ủa? Có đi gì đâu mà mỏi. Hai chị em qua đây đổi có 300 đô à. Qua đây xài lai rai rồi bữa nay 120 đô tiền massage nữa. Rồi còn mua đông trùng hạ thảo nữa, nghi quá. Uống trà đi bà. Nguyên uống trà đi. Trà gì vậy? Trà gừng hả? Hai chị em trải nghiệm massage chân ở Bhutan mà sao được bắt nằm hết trơn mọi người ạ. Mình tưởng nó giống Thái Lan hay mấy chỗ khác là mình chỉ ngồi ghế thôi. Nhưng mà view rất là đẹp mọi người nhìn nè. Mà nằm vậy sao thấy view? Đẹp chưa? Ok luôn. Bây giờ là 6 rưỡi tối rồi. Mà đợi leo núi thay cái nét còn chưa về nữa. 8 giờ là sẽ có gala dinner là hát hò rồi đó mọi người. Wow, tóc bóng mượt quá. Rồi mấy bé nó xăm vô ta.
Ở đây mọi người dễ thương lắm cả nhà ơi, rất là nhẹ nhàng, con người Bhutan rất là nhẹ nhàng, nói chuyện nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng nữa. Hồi trưa đi ăn á, trời bưng đồ ăn ra mà đi chậm mà mình nôn ăn luôn á. Nhẹ nhàng dễ thương, mà xinh lắm, ai cũng có nét xinh đó đó. Bây giờ là 7:30 tối rồi và chúng ta chuẩn bị sẽ coi show nhảy múa kiểu mà truyền thống của Bhutan đó mọi người. Hai chị em vừa mới đi massage xong. Thảo với Yến hồi nãy 7 giờ hơn cũng vừa mới về. Đi đường gì nè? Nó thấy đi bằng đường này không Yến? Được á. Cho nó ấm, thấy bữa nay là hơi thấy là lạnh rồi đó. Lạnh à. Đẹp chưa? Ủa mà tính sao mà 60 đô có đúng rồi 60 đô là cho 1.3 triệu đi 3. Từ rồi sao bây giờ tính tiền ra thành tiền này là 3.6 triệu rồi hồi nãy tiếp cho người ta 500 tiền này là bao nhiêu đó bà nội nhầm là cuối cùng là 500 để tiếp cho người ta bao nhiêu 500 hồi nãy hả? Chân thôi 3.6 triệu hai người. 3.6 triệu với mất tiếp tiếp nữa là chắc 4 triệu. Trời nãy tôi cứ đổi tiền đàng hoàng đi rồi nãy là. Đúng rồi. Ở Thái Lan làm có bao nhiêu? Không. Cái này là 70 đô chứ không phải 60 đâu. Ở Thái Lan làm massage bao nhiêu tiền? 200 mấy 200 ngàn. Hai người là 500 ngàn. Ừ. Qua đây hai người 3.6 triệu nhưng mà cũng bình thường. Đừng quá xa chân. Kêu người nào chung phòng với mình này quơ mình mấy cái đi. Bình thường nhưng mà quá mắc rồi. Mắc thiệt chứ. You want something from me? Yeah. Oh, you want money? You want money? Let's see. What? Money in the bank, yes. No money thật. Yes. Mình còn tiền trắng đâu mà mọi người. He want money. No money thật. Nhiều nàng. Đây rồi. Xí tông cháu có thể xí tông. Guys, my dad's not in the class. Only money. Đời mi lê lê đời, đời mu lá tơ nhé cơ. I'm Lee Thomas. Cả nhà ơi, đang đi thành nhà ai? Ở đây là những gì xảy ra ở Bhutan sẽ diễn ra ở Bhutan và chỉ có ở Bhutan thôi, không có ở Việt Nam đâu. Cả nhà mình lên cùng tận hưởng với các bạn nhé. Thành công ngày hôm nay và thời tiết rất đẹp luôn ạ.
sâu ngồi nhìn sông sớm cùng mênh mang chạy về hướng đông, còn đeo vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát xưa của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Xong Diệu đang ăn tối và coi văn nghệ ở Bhutan nè mọi người, bye bye.